Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ ăn món tteokbokki và kimbap của Hàn Quốc. Các bạn nhớ subscribe và comment ở bên dưới những món mà các bạn muốn mình quay nhé. Đây là lần đầu tiên mình ăn món này. Đây là bánh gạo. Mình đã mua tốc với cả loại kimbap này là mình mua kimbap chiên. Thank you.
움켜봐.
Đây là loại nước trà đào. Mình mua với giá 10k. Còn mì tóc thì mình mua tóc ở quán là 35k. Và mình mua một gói mì về. Rồi còn kimbap này là kimbap chiên. Mình đã mua với giá là 30k. Video của mình đã là hết. Cảm ơn các bạn. Nhớ subscribe và like kênh video cho mình nhé. Tạm biệt.